Thưa quý vị và các bạn, hiện nay áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng ra khu vực Bắc Bộ. Do vậy, trong tuần này, khu vực Bắc Bộ bao gồm cả Đông Bắc và Tây Bắc Bộ, thời tiết chủ đạo là nắng nóng với mức nhiệt cao. Có nơi mức nhiệt cao nhất trong tuần có thể lên đến từ 33 đến 34 độ. Mặc dù có xuất hiện mưa ở giữa tuần, nhưng lượng mưa không đáng kể nên cũng không khiến cho nền nhiệt giảm. Cơ bản thời tiết vẫn là nóng, độ ẩm khá cao. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi dự báo ngoài trừ thứ 5 28 tháng 3 và thứ 6 29 tháng 3 có mưa rông. Còn cả ngày khác trong tuần trời đều có nắng, nhiệt độ từ 30 độ trở lên, vùng núi có điểm nắng nóng 35 độ. Ngày mai 26 tháng 3, tình trạng sương mù và sương mù nhẹ diễn ra vào buổi sáng. Đến trưa và chiều, sương sẽ tan hết khi nắng lên. Nền nhiệt từ Thanh Hóa tới Quảng Bình không quá 31 độ. Riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nắng nhiều và nóng, mức nhiệt dao động từ 33 đến 34 độ. Nắng cũng trải đều trong ngày ở khu vực Đà Nẵng tới Bình Thuận, nhưng trời có gió nên không khí thoáng đãng hơn, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Trong khi đó, ở Tây Nguyên tiếp tục ít mây và nắng nhiều, nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều khi nhiệt độ cả thành phố tăng lên, có nơi chạm mức 36 độ. Vẫn chưa có mưa trái mùa, dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Khu vực miền Đông Nam Bộ nhiệt độ duy trì ở ngưỡng 35 đến 37 độ. Nắng nóng cũng xảy ra cục bộ ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là trong 2 ngày tới. Khu vực Nam Bộ cũng được cảnh báo chỉ số tia cực tím ở mức rất cao, phần lớn cả thành phố đều là 11 đến 12. Với mức này, nếu để ra tiếp xúc với ánh nắng quá 15 phút có thể bị cháy nắng, thậm chí là bỏng da. Trên hầu khắp cả vùng biển được ta, gió hoạt động với cường độ yếu, có mưa rào vài nơi nhưng không đáng kể, tầm nhìn thoáng trên 10 km. Tuy nhiên, cần lưu ý ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, có gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Khu vực tỉnh Quảng Bình, ngày mai mây thay đổi, đêm không mưa, chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ, vùng núi sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, mức nhiệt cao nhất có nơi 32 độ. Phần nhiệt độ chi tiết cả vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai sẽ khép lại bản tin này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.